ra Mỹ đi. Xong cắt nuôi lên tí nữa cho nó đỡ bị cái phấn này, có phải nó đỡ bị chua không? Ủa. Giữ rất mật nhá. Bắt quân đi đó. Quay gì không? Quay đấy. Quấn quấn nó vào. Review ra. Mặt đây tầng khoảng
đi đấy, chú cầm ra xong. Cắt cần sáp trước. Cắt sáp à? Cắt sáp trước, cắt sáp trước nhá. Không, bây giờ như này nếu mà ai mà lấy sáp. Đúng rồi, bây giờ ai lấy sáp mình ném mấy sáp ra đi. Ném mấy sáp xong còn vẫn phải để lại sáp để cho nó làm tổ tiếp. Kiểu gì cắt mấy sao để lại một ít để cho nó làm tổ tiếp. Em bây giờ anh bảo em này cắt từ dưới, cắt từ miếng một mình cho vào túi. Đúng rồi, đừng khoanh to như thế. Rồi vòng xuống này, vòng xuống này, vòng xuống này là từng miếng một. Đấy, đút túi xử lý nó dễ hơn. Thảo có mang dám đi không, mang máy đi ra cho review cho. Mang máy đi. Ừ, năm trước cũng làm cũng thế. Rồi. Mật không? Thế mà đây là phấn thôi. Mật mà. Cái phấn cầu gì đó chua đấy, chủ cổ đấy. Bông mật đứng riêng này, mật nó chảy ra được vào. Ôi, cái cắt mỏng mỏng ra mà. Ôi. Ôi dồi ôi. Mật nó chảy. Ôi ôi. Ôi ôi. Xong cắt nuôi lên tí nữa cho nó đỡ bị cái phấn này, có phải nó đỡ bị chua không? Mà tôi chạy. Thôi thôi thôi, quên đi quên đi. Mở 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 cái này đó. Uầy. Ôi giời. Chưa, nó tươi này. Thôi cứ để tao tươi đã.